Ok, hello anh em, quay trở lại với channel của mình. Thì mình chắc chắn rằng thì sẽ gọi là tất cả anh em cũng đã biết về cái bản cập nhật mới rồi đúng không? Thì cái bản cập nhật mới này thì đương nhiên là nó sẽ cập nhật về cái lễ hội Halloween, cũng như là nó sẽ cập nhật lại hoàn toàn ở trong những cái map này. Ở trong map thì mình thấy là trang trí cũng được, nó sẽ trang trí lại cái hộp thìn ấy, thì mình thấy là cũng khá là ok, cũng như là những cái vật phẩm là như nọ này thì nó sẽ được chuyển sang cái vũ khí phụ, đương nhiên là nó sẽ chuyển sang cái khẩu lục, cũng như là có rất là nhiều cái điều mới luôn. Cái điều mà mình muốn nói đây chính là cái sự kiện mà nó đang diễn ra đấy, diễn ra từ ngày hôm qua đến giờ. Thì cái sự kiện này thì cũng khá là dễ dàng đấy, anh em thu thập những cái kẹo ma quái, cái kẹo ác ma này, cũng như là những cái kẹo bí ngô để anh em có thể nhìn qua nhá. Thì cũng khá đơn giản thôi, bởi vì những cái cây kẹo này anh em thu thập một cách khá là dễ dàng. Với ở đây thì anh em có thể thu thập những cái kẹo ác ma, nếu mà anh em đăng nhập vào một ngày thì anh em sẽ được tặng một cái đấy. Anh em nào mà chơi cái chế độ rua thì anh em sẽ nhận được thêm một cái nữa, nếu mà anh em được top 10 nha, với điều kiện anh em được top 10 trong cái trận đấu mà anh em đấu rua ấy, cũng như là anh em nào mà giành được top 1 trong những cái trận đấu thường thì anh em cũng có thể giành được một cái kẹo ác ma. Thì mỗi ngày tối đa anh em sẽ nhận được 3 cái nha anh em đấy, mỗi ngày thì anh em sẽ nhận được 3 cái, thì cũng khá đơn giản đúng không, cực kỳ đơn giản luôn đấy. Thì còn ở cái cây kẹo bí ngô đấy, ở cái cây kẹo bí ngô thì mình biết là sẽ xuất hiện vào ngày 20 tháng 10, nếu mà anh em có thể giành top 1 thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên anh em. Ở đây thì bởi vì anh em để ý cho mình này, bởi vì ở đây thì cái con số của cái cây kẹo bí ngô thì nó rất là ít luôn, cho nên thì mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, nếu mà anh em giành được top 1 thì anh em sẽ nhận được. Thì mình nghĩ cái cơ hội đem nhận được thì cũng khá dễ dàng thôi đấy. Thì cái sự kiện này thì nó diễn ra đấy, diễn ra trong vòng 6 ngày đấy, nói chung là cũng khá là ổn đấy anh em ạ. Đấy, không biết là mỗi ngày thì anh em sẽ nhận được 3 cái kẹo ác ma. Thì đến đấy, sự kiện nó diễn ra trong vòng 6 ngày thì 18 cái kẹo ác ma. Thì hiện tại mình không biết là liệu có làm sự kiện gì hay là đến cái ngày ấy thì nó tăng lên số lượng hay không, nhưng mà đây thì mình thấy thì đúng vào từ ngày 16 này đến ngày 22 thì nó vọt vẹn trong vòng 6 ngày thôi đấy, cho nên thì mình nghĩ anh em nên thu thập những cái cây kẹo ác ma thì là nhân đấy, anh em đừng có bỏ lỡ những cái ngày ấy, cũng như là những cái kẹo ác ma, nếu mà bỏ qua mình nghĩ là rất là khó để mà anh em có thể nhận được những cái ba lô này, skin ba lô, cũng như là skin cái chỗ phù thủy này cực kỳ đẹp luôn đấy. Ở đây thì sẽ có một cái skin pet thế này, một cái con pet báo này thì cũng khá là đẹp nè, mà nếu mà anh em nào mà có thể thu thập nhanh thì mình nghĩ là rất dễ dàng luôn đấy, cực kỳ hay. Ở đây thì anh em rất là dễ dàng, bởi vì mình thấy là cái sự kiện này rất là dễ dàng để em có thể làm, cũng như là dễ dàng để em có thể nhận cho em. Ở đây thì anh em chỉ cần vào và em mà chơi game đấy, em chơi game ở chế độ rua để anh em giành được top 10, anh em chơi chế độ thường anh em giành top 1, và anh em đăng nhập vào thì mỗi ngày em đã nhận được 3 cái đấy, khá là hay luôn, cực kỳ hay và dễ dàng đấy. Ở còn vào ngày 20 tháng 10 thì anh em chỉ cần chơi 2-3 trận đấy, nó sẽ rơi ngẫu nhiên, thì nghĩa là cả cái cơ hội trúng của em rất là cao luôn em ạ, đấy cực kỳ cao luôn đấy. Thì mình nghĩ là với cái sự kiện này thì em làm khá là dễ dàng để giúp em rất là nhiều, vì những cái sự kiện này thì Gamma Verify luôn luôn làm rất là dễ dàng để em có thể sở hữu được những cái bộ trang phục cũng như là những cái vật phẩm này, bởi vì đây là những cái sự kiện mà mình nghĩ là càng ngày Gana Verify càng hào phóng với em hơn, bởi vì giúp em càng bỏ với cái tựa game này nhiều hơn này đấy. Nói chung thì ở cái sự kiện này thì mình thấy là trông cũng khá là ok, không đến nỗi tệ nữa mà, bởi vì những cái vật phẩm này thì nó cũng gọi là cũng khá là ok. Ở đây thì mình thấy là cái skin bí ngô và cái skin ba lô bí ngô, cũng như là cái cây chổi phù thủy, cũng như là những cái vật phẩm khác thì mình thấy là trông cũng khá là được rồi, bởi vì sự kiện nó diễn ra rất là ngắn luôn, cho nên thì mình nghĩ là anh em nên tham gia anh em ạ. Đấy.
cực kỳ hay đấy, cũng như là nó rất là đẹp luôn. Rồi ok, thì vừa nãy thì mình cũng đã có giới thiệu sơ qua cho anh em về cái kết để làm thiểu nhận được những cái vật phẩm trong cái sự kiện Halloween này nha anh em. Rồi ok, hiện tại thì mình đang chơi cái chế độ rua đấy để mình có thể nhận được một cái thẻ đấy, một cái kẹp ác ma thì khá là dễ dàng thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Mình nói thật luôn ấy, chứ không phải là nói đùa đâu, bởi vì trong những cái chế độ này thì thường thường anh em sẽ đấu thường thì cho nó dễ. Đấu thường thì đương nhiên rồi, đấy làm anh em làm sự kiện như thế này anh em nên đấu thường cho mình. Đấu lên thì cũng hơi khó để nó có thể lên được top nếu mà anh em nào mà lên cao ấy, mình nói thật luôn. Anh em nào thích thì anh em cũng có thể đấu lên, nhưng mà riêng mình thì mình đấu thường cho nó chắc, bởi vì nếu mà đấu thường này thì anh em có thể dựng các kiểu nó vui hơn. Còn đấu lên thì anh em chơi rất là căng não luôn đấy. Tùy vào anh em nào mà chơi quen rồi thì mình không nói, chứ mà nhiều anh em chơi mà nên nó cứ tụt đi tụt lại thì cũng khá là ghét đấy mà. Đấy, cho nên thì mình khuyên anh em nên đi thường, bởi vì đi thường thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đấy, bởi vì làm nhiệm vụ mà. Nếu anh em thua cái trận này anh em có thể chơi tiếp, nhưng mà đấu lên thì mình nói thật luôn, thua cái trận này mình ghét, là mình đúng thật là mình bỏ luôn đấy. Đấy, đấy gọi là đi làm nhiệm vụ rồi mà còn lên nữa thì khá là buồn, cho nên thì mình khuyên anh em nên đi thường cho nó dễ. Rồi ok, thì có lẽ là mình sẽ sang bên này mình cân cầu để cho nó ok hơn đi, bởi vì đứng đây thì cũng hơi bị suy này mà. Và hiện tại thì nơi đây không có nhặt luôn. Ok, có lẽ mình sẽ đứng ở trên mình cam trên cầu xuống như này, bởi vì trên cầu cam xuống thì cũng khá là dễ dàng ấy. Và có lẽ mình sẽ lên trên này. Ok, mình sẽ đứng ở đây đi. Đấy, mong là không có thằng nào thế. Chứ mình nghĩ là không có ai thế đâu, bởi vì nó lút tín mà. Nó lút tín thì ai mà để ý, đang lút tín thì say xưa. Lút tín, nó thật luôn, 100% đấy. Đấy, lút tín thì chỉ nhìn chăm chăm vào tín mà lút thôi. Lút đại nhân để chạy, nói chung là như vậy. Nên tại mình sẽ đứng đây, mình sẽ cam tín xem. Thế hiện tại thì vẫn chưa thấy ông nào. Má bên kia có tín rơi được kìa. Đấy, thìn rơi rất là nhiều mà không thấy ông nào đặt. Đấy, không biết là tại sao mấy ông này lại bữa nay ăn kiêng à. Phải nói thật luôn, bữa nay thì đúng thật là một cái thìn mà rất là nhiều người chạy đến làm luôn đấy. Đấy, hiện tại mình đứng đây thì mình cũng có thể nhìn được, khá là dễ dàng luôn. Đấy, một cái khoảng trời rất là rộng ở đây thì nếu mà cam tín thì cũng khá là dễ dàng mà. Đấy, một lần cam hai tín mà không có nào nhặt luôn, hơi hư cấu. Đấy, những cái điều hư cấu thì thường thường nó cũng thật đấy mà. Thế lo nợ xét, những cái chất đống này thì rất là hiếm luôn đấy, thì rơi xuống mà không ai nhặt. Hay là mấy ông này thấy cái skin thì nó lạ rồi đấy, không có quen nhở. Không ai nhặt luôn hiện tại thì đấy. UAV và Red Zone kìa, chắc chắn là ở trên kia có người. Ok, có lẽ mình nên chạy sang cái UAV bên kia. Ok, có sẵn lại nào anh em ơi. Rồi, ông nào bắn luôn cả cái UAV, vừa nãy thì vừa mới xuất hiện luôn. Hiện tại ở trong cái phụ khí độc cho nên thì mình sẽ không chạy vào. Ok, có lẽ mình sẽ cứu lại thôi, vì giờ mình lao xuống thế này không biết có lên được hay không. Ok, có lẽ mình sẽ chọn mình cua lại. Rồi, đúng lúc cái mình cua lại cái vùng khí độc nó là biến mất. Mình khá là buồn đấy mà. Ok, có lẽ mình sẽ chạy lên ở phía trên. Ở trên kia có thính nữa kìa. Mấy hôm nay không biết là chơi cái kiểu gì luôn. Ở đấy, ở bên này có thính rơi kìa. Thính rất là nhiều mà không có người nhặt đấy mà. Cũng khá là buồn, thể thính rơi mà không có nhặt cả. Có biết mấy ông này chơi cái kiểu gì nữa. Ok, có lẽ mình sẽ chạy sang bên này thì một xíu nữa mình sẽ dừng lại. Rồi, một xíu nữa nè mà. Không thấy ai cả luôn. Bo thì lúc này thì cũng gần bo cuối rồi. Hiện tại thì còn 8 người thôi, bởi vì mình chơi cái chế độ rua. Đấy. Ok, vậy đây mình có thấy Rolex rồi. Đấy đấy, nãy thì mình cứ ngỡ nó sẽ đi xuyên xe luôn cơ.
Đây có người Việt Nam ơi. Ok, có lẽ là mình sẽ đứng ở đây. Mình sẽ kênh xuống cho nè. Đấy, chỉ cần lòi cái đầu ra thôi là auto đi luôn. Khá là buồn mà. Đấy, hiện tại ở phía dưới mình có thấy là hai người. Đấy, không biết là không lên hay không. Đấy, hai người không lên sợ cả gì. Hai hôm nay cũng gọi là hơi mơ hồ xíu nhở. Xe dưới kia thì cứ lấy xe chạy lên thôi. Thì bắt mình phải đứng trên đài trời thì cũng khá lâu ấy. Ok, có lẽ mình sẽ... Mình nghĩ mình nên chạy xuống nhỉ. Mình sẽ chọn bông keo trước thì xuống, chạy xuống thì hả? À, còn có cái mà chắn. Chứ không thì hai người bay vào mà nó bắn mình thì đúng thật là đi luôn. Ok. Để mình sẽ cân lại xem sao có lòi cái đầu ra hay không. Rồi, đây kìa. Đấy, đúng rồi. Ok, có lẽ mình sẽ chạy xuống ngay vậy luôn. Hiện tại mình có nghe xuống, có nghe tiếng súng bơm máu ấy. Rồi không biết lợi. Rồi bơm máu kìa. Rồi chết tôi rồi. Rồi ok thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cả video này của mình. Đấy, nếu anh em nào thấy hay thì subscribe lên kênh cũng như like và sẽ cả video này của mình nha. Ok, bye bye.